Sau đây xin gửi tới quý vị các bạn khoảnh khắc vượt cạn của một chú gà rừng, trứng gà rừng. Và đây là giai đoạn nhịp tim đập rất mạnh và chúng tự đạp và... con đi lớp ngoan nhá. Và nó sẽ đạp vào trứng vượt cạn để chào đời. Và khoảnh khắc này thật là tuyệt vời. Mình có nuôi một ít gà rừng và cho vào máy ấp. Chính như vậy là các bạn thấy là máy ấp này tuy không chuyên nghiệp lắm, nhưng đây là cây nhà lá vườn. Đấy, quả kia mổ mỏ rồi kìa. Mổ mỏ rồi. Cây nhà lá vườn. Đó, xin mời các bạn chứng kiến. Thì cách đây 5 phút chúng chỉ có một cái lỗ nhỏ như thế kia này thôi. Chúng có một cái lỗ nhỏ như thế này thôi. Đó, mổ mỏ hết rồi. Đấy, các bạn thấy là máy ấp này thì mình để trấu một cái thùng xốp và dùi lỗ. Rồi có cái cảm biến vào đây. Rồi hướng dẫn sử dụng đây. Nếu anh em nào muốn gia đình có muốn có một cái máy ấp này để phục vụ một ít gọi là trứng gà, trứng cút Trung Quốc, mình sẽ hướng dẫn và mình sẽ chuyển giao cho các bạn. Và nếu như anh em nào yêu thích những cái video đóng góp của mình trên cái kênh Chim Cú Gáy Hay, mình hiện giờ đang kinh doanh chủ yếu là vườn trại chim cú gáy, phát triển chim cu non, sinh sản bố mẹ chim khách, chim mồi và những chú chim thuần chủng giống mã ngỗng, phấn hồng, đầu nhỏ, ngó đinh, chim chuẩn gốc Bắc Bộ và chim đa đa. Ngoài ra thì mình cũng gần khu vực đà điểu, mình cũng cung cấp con giống đà điểu. Và năm nay 2018 thời điểm này là tháng 5 thì mình cũng gây nuôi, nó mua được mấy con gà của dân tộc Mường ở trên núi Lao Vì, họ bẫy và mình nai tạo ra đó, các bạn thấy không, đó, một chú gà rừng tự tay mình đúc rút ra. Đó, ok tuyệt vời rồi. Đó, chúng chân đã có chì. Đó, quá trình đầu thai của con gà rất đơn giản như vậy thôi các bạn ạ. Nhưng mấy ai được trực tiếp nhìn thấy, mấy ai nhìn thấy được cái khoảnh khắc mà chúng như vậy là nó mở mắt ra, nó đã ấy rồi. Mở mắt ra nó đã sau khi ra khỏi vỏ trứng, chúng đã mở mắt và chúng sẽ rất cứng cáp. Rất là mạnh dạn đúng không? Chân rất là dài, chân chì, người đen đen. Cá nó to đúng không? Chúng đã vượt cạn, chúng đã khô lông. Nhiều khi là cái quá trình này thai nghén sẽ rất tốt các bạn ạ. Các bạn đừng bóc quả vỏ trứng ra, bởi vì quá trình này là quá trình nó sẽ cải thiện và hoàn thiện cái hệ hô hấp của con gà, cũng như em bé. Nếu như các bạn đẻ thường, chui qua tử cung của người mẹ bao giờ cũng rất tốt, bởi vì chúng rất là có cái khả năng độc lập, khả năng vượt lên chính mình, khả năng để tồn tại sống. Đó, thì quả trứng này vậy thôi, con gà nó phải tự mình mổ mỏ rồi đạp vỏ trứng ra
để nó tự mình đứng dậy, tự mình đi vào thế giới đó. Và có lẽ đây là cái video rất là tình cờ, mình thấy tiếng mổ mỏ nhấp nhấp, mình bảo thôi thực hiện cái này để đóng góp vào cái kênh Chim Cô Gái Hay. Mình yêu thích chăn nuôi và đặc biệt là hiện giờ nuôi rất thành công như con chim cô gái đó. Tới đây năm 2018 19 mình cũng chỉ nghiên cứu một số giống như giống đa đa, một số giống gà rừng của một số vùng hay nhân giống ra để phục vụ đam mê của rất nhiều anh em khác. Năng cái công việc này nó là niềm đam mê. Chúng tôi thì cái tôi cũng không không đi đi, đi bẫy đi bắt gì cả, tôi chỉ gây nuôi và nhân giống, bán cho những người nuôi, bán cho những người nuôi yêu thích. Gặp rất tốt. Và đây là em trứng này hiện vậy thôi. Các bạn thấy em trứng này cũng đã mổ mỏ. Trông nghe này thôi nhưng khoảng 2 tiếng nữa là nó lại chui ra như con này. Thoát ra khỏi khu ngôi nhà. Gà này ấp khoảng 21 ngày. Cái nó hệ tim mạch được hoàn thiện. Quá trình này nó sẽ khô lông dần. Các bạn thấy là chúng thở rất là gấp gáp nhưng thực tế đấy là rất tốt cho hệ tim mạch. Tất cả những cái màng, những cái dịch vị, những cái kháng sinh, những cái thuộc về tự nhiên, chúng sẽ được đầy đủ quy trình, không bỏ được bớt đi một giai đoạn nào cả. Đó. Và tự chúng tự chui ra khỏi cái vỏ bọc của mình, cái ngôi nhà. Sau một thời gian ở trong bụng và sau 20 ngày ở trong nó ấp, nó đủ. Rất muốn ra rồi các bạn ạ, rất muốn ra rồi. Tiêu 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 tiêu. Mình xin được nhắc lại là số điện thoại của mình là 0163 5305982. Các bác mua trứng gà rừng, trứng chim cu gáy, chim đa đa, rồi đà điểu,
Và đấy là bốn cái con mà hiện bây giờ mình đang phát triển, và duy nhất là cái con chim cu gáy thì rất là đa dạng. Đó, giới thiệu cho các bác trong trong nhà cũng nào có hàng hàng trăm đôi chim cu non. Đó, mình gột, mình bón và mình nuôi hậu bị và để bớt dần cho các bác. Đó. Các bạn thân mến, cái kênh mà mình gây dựng đây giờ hiện có mười mấy ngàn người đăng ký và ủng hộ mình. Chính vì qua những cái video này thì các bác cảm thấy những cái video đó ngộ nghĩnh, bổ ích, đáng yêu, thì các bạn hãy đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay của Thao. Mình tên đầy đủ là Vũ Văn Thao, địa chỉ thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Rất có nhu có nguyện vọng, có nhu cầu là giao lưu toàn quốc về những bạn đang đam mê những cái con chim cu gáy, con đàn đa, con gà, gà rừng và một số những cái nghiệp vụ chăn nuôi, những cái kỹ thuật, mong được chia sẻ giao lưu rất nhiều. Và xin được trích dẫn số điện thoại của mình là 01 63 530 5982 và 0989177982. Các bạn hãy liên hệ cho mình vào những giờ đẹp và mình sẽ trả lời cũng như là bán hàng cho các bác. Đó. Và quý vị các bạn thân mến, hôm nay là ngày 24 tháng 5 2018. Đó, mình thực hiện clip này với đầy cảm hứng và để đóng góp những cái khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú, trong đó cũng là một cái chủ đề trên cái những cái video của mình. Tất cả những cái hoạt động thiên nhiên ít ai ghi lại, ít ai nhìn thấy thì mình ghi lại để đóng góp lên mạng internet xã hội, mong để cho mọi người cùng đam mê, cùng được thưởng thức những khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú đó. Cuối video, bởi vì chú gà này cũng đã chuẩn bị đứng dậy được rồi, thì có lẽ mình sẽ cho ra mình phơi nắng và mình uống mình nuôi. Quả nào nở đến đâu thì mình cho ra mình nuôi bộ đến đấy. Chính như vậy chúng ấp đẻ và nuôi con rất là thuần cho những thế hệ tới. Chúng ta mất công một chút thôi nhưng mà điều đó nó rất là tuyệt vời, nó đã gần gũi con người ngay từ nhỏ. Đây là bắt đầu từ thế hệ này, là từ thế hệ F1 của cái gần người. Không biết nói gì hơn, cảm ơn các bạn đã dành một chút thời gian để ý những cái video kỳ thú này. Nếu như bạn có nhu cầu mua bán những cái mặt hàng mình giới thiệu trên, hãy alo và cuối video chúc các bác cao tuổi, các bác trung niên và các anh em cũng như các cháu thiếu niên nhi đồng và tất cả mọi người trên mọi miền Tổ quốc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo sau. Đó. Mình sẽ thử bỏ cái vỏ ra xem nào. Đó, các bạn thấy chưa? Hiện bây giờ nó không liên quan gì đến cái vỏ trứng cả. Đó, các bạn thấy không? Tia máu vẫn còn đây. Tia máu bao giờ nó cũng có một chút gọi là cái chỗ mà rốn của nó rời ra. Đó. Rốn. Cái vỏ trứng này hình dung như kiểu là cái nhau thai. Rồi ok. Chú gà này thì khá là khỏe mạnh, mình để cho chúng nghỉ ngơi một chút. Và một lúc nữa chúng sẽ bông tơi khô lông, mình sẽ cho ra. Để các bác thân mến. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng đã khoảng 5 phút nữa chúng sẽ đứng được.